chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Tướng Lương Xuân Việt, Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch bày mưu nếu Tướng Giang cùng ông Vương Đình Huệ dùng chiêu kế này của Tướng Việt thành công. Tướng Giang sẽ làm Tổng Bí thư của Cộng sản Việt Nam thay ông Trọng để dễ bề sáp nhập Nam Bắc hai miền hợp một dễ dàng hơn. Đại tướng Phan Văn Giang nghe theo cao kế của Tướng Lương Xuân Việt, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa đã hợp sức cùng với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông lệnh cấm các đảng viên Cộng sản Việt Nam nhập quốc tịch nước ngoài, đề phòng con cáo già rớt chức và chạy ra nước ngoài thoát khỏi bàn tay chính nghĩa của tướng Phan Văn Giang. Chi tiết sự vụ bản tin là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin của chúng tôi. Như trong bản tin trước, chúng tôi đã lần lượt gửi đến quý vị sau khi Đại tướng Phan Văn Giang mở chiến dịch vạch lá tìm sâu và kết hợp cùng với chiến hữu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì ngày càng phát hiện ra được nhiều cán bộ đảng viên đã tha hóa và tham nhũng trầm trọng, đã bước vào con đường chính trị không phải vì muốn cống hiến và phục vụ đất nước Cộng sản Việt Nam mà để phục vụ cho bản thân và cá nhân của mình. Nhà đã dột từ nách từ các ông trùm lãnh đạo bộ tứ trụ của các nhiệm kỳ trước, cho nên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã quyết định rửa sạch các vấn nạn này bằng cách là cấm đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhập quốc tịch nước ngoài. Vì đây chính là một quãng đường rất dễ để tuồn tiền bất chính ra và trốn thoát một cách an toàn sau khi bị phát hiện ra các bằng chứng tội lỗi. Thưa quý vị và các bạn, ông Vương Đình Huệ hôm ngày 24 tháng 3 vừa qua đã ký ban hành quy định về những điều đảng viên không được làm, trong đó có quy định mới là cấm đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không được nhập quốc tịch nước ngoài. Quy định 37 giữ nguyên 19 điều như quy định 47 hồi 10 năm trước, nhưng có bỏ và thay thế một số điều đáng chú ý là điều số 13, quy định cũ, cấm đảng viên mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định của pháp luật tham gia hoạt động gửi tiền. Thì nay được thay thế bởi điều số 9, đó là cấm nhập quốc tịch, chuyển tiền tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định hồi tháng 1. Một tờ báo công bố điều tra về chương trình sở hữu nhà cửa ở nước ngoài, trong đó có hai nhân vật ở Việt Nam đã mở quốc tịch ở nước ngoài với giá tối thiểu là 32,5 triệu USD do nhân vật Phạm Nhật Vũ và đại biểu Quốc hội đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Phú Quốc. Ông Quốc sau đó giải thích là nhập quốc tịch theo vợ, nhưng cũng đã bị Quốc hội bãi nhiệm chức đại biểu Quốc hội và có đơn xin thôi làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận, được viết tắt là ABC. Có hai điều cấm mới tranh, được bổ sung là điều số 3, quy định đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội vụ lợi, tư duy, nhiệm kỳ đoàn kết xuôi chiều, dân chủ, hình thức đẩy đúng, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai, không đấu tranh, độc đoán chuyên quyền quan liêu, xa rời quần chúng. Ngoài ra, điều 13 cũng cấm can thiệp tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử thi hành án, xét, đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Tác động ép buộc, mua chuộc tổ quốc, cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác. Điều 11 vừa được ban hành có thêm nội dung cấm đảng viên lợi dụng, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, năng động sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước quy định. Ban hành được cho là để tăng cường kỷ cương kỷ luật của đảng và gìn giữ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tiên tiến, phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức, đảng quy định là như vậy. Nhưng trong các năm vừa qua, có hàng trăm đoàn viên cao cấp bị bắt giam vì các tội tham ô, tham nhũng, cố ý làm trái, điển hình là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai là Bộ trưởng Y tế và hai Phó Thủ tướng Đức Đam với Bình Minh, hay hàng loạt Thứ trưởng Tổng cục Bộ trưởng Công an cũng lần lượt bị sổ khám. Trong công cuộc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại ghế Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ thứ ba là có nhiều dụng ý. Việc ông ngồi lại nhiệm kỳ thứ ba là cũng để làm nên kỳ tích đốt lò. Còn có một thế lực Lê Thanh Hải, còn có thế lực của Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, tình báo là một lực lượng làm nên thế mạnh này. Ông Lê Đức Anh có quyền lực lớn, ngay cả khi về hưu cũng nhờ vào tình báo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục 2 trong chính trị. Khả mạnh nhất
không hẳn là kẻ có quyền lực nhất. Kẻ mạnh nhất không hẳn là kẻ có nhiều tiền nhất. Kẻ mạnh nhất chính là kẻ nắm được bí mật của nhiều đối thủ nhất. Khi ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán Tổng cục 2, Bộ Công an, giới thạo tin là đã đánh giá là muốn cắt một vây cánh lớn của ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó là ông Trọng lại cho truy cùng diệt tận các cựu quan chức ở Tổng cục 5, Bộ Công an. Khi đánh giá đó được khẳng định đến nay liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc, thì truyền thông nhà nước được phép đưa tin trong phạm vi cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Được biết ông Nguyễn Xuân Phúc không học hết cấp 3 vì lêu lỏng. Ông bố Nguyễn Văn Hương đưa lên Sơn La nhờ bà Tòng Thị Phóng. Thời điểm này, bà đang là chủ tịch tỉnh Sơn La, giúp đỡ để cho lên học hết bộ túc văn hóa, lấy bằng trung học. Dư luận xã hội đang găm gan cho rằng cái là ông Trọng đang gặp củi khủng của hóa thạch, đó là Nguyễn Xuân Phúc, là con trai của ông bố già Nguyễn Xuân Thành, rằng ông Thành đang nắm giữ những tài liệu chứng cứ bí mật kinh khủng mấy chục năm qua mà cung đình cộng sản của ông Trọng lo sợ đảng tàn rụi. Nếu như Nguyễn Xuân Phúc vào lò và rằng các đệ tử của tướng Thành như Phạm Minh Chính, Tô Lâm đang và sẽ ra tay bảo vệ nếu bất kỳ thế lực nào muốn ném ông Phúc vào lò. Các sĩ quan tình báo luôn luôn không đơn giản như những quan chức bình thường khác. Các kho bí mật nói về những mối quan hệ của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Văn Thành giữ không ít bí mật. Phải nói là vụ án hối lộ thông thường, nhưng ẩn đằng sau đó là cuộc chiến tìm kiếm thông tin bí mật của phe đối thủ Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ bị ảnh hưởng gì. Bề ngoài, Nguyễn Xuân Phúc đang lên, ông đang xây dựng tương lai cho con trai ông là Nguyễn Xuân Hải, là con đường quan lộ. Con đường này của Nguyễn Xuân Hải có vẻ như rất thanh thông. Nguyễn Xuân Hải và Phạm Minh Chính đã có những mối quan hệ rất gần gũi. Nếu như Nguyễn Phú Trọng tấn công vào Nguyễn Xuân Hải thì khó mà khui ra sai phạm. Về những sai phạm của ông Phúc cũng rất nhỏ, những sai phạm của Hải đã được Nguyễn Phú Trọng khui còn khi làm bí thư tỉnh nhà. Tuy nhiên, dù có khui những sai phạm đó cũng không đủ lớn để hạ bệ Nguyễn Xuân Hải. Nếu tấn công vào người nhà Nguyễn Xuân Phúc, ông Trọng sẽ chẳng thu được kết quả gì. Nhiều người ai cũng biết rằng Nguyễn Xuân Phúc là cái kho sai phạm. Nếu khui được những sai phạm của Nguyễn Xuân Phúc thì không những Nguyễn Xuân Phúc phải vào tù bằng sự nghiệp của cả dòng tộc, ông Phúc cũng phải sụp đổ. Tuy nhiên ông Phúc từng ngày làm người đứng đầu chính phủ, trong tay ông điều khiển được cả tình báo, Bộ Công an, bỗng dưng tướng Tô Lâm làm kỳ đà cắn mũi, ông Trọng cũng chẳng làm được gì. Ông Trọng biết ông Nguyễn Xuân Phúc nắm nhiều bí mật nhưng bất lực, muốn khui những vụ án lớn thì bắt đầu từ những sai phạm nhỏ. Tưởng chừng như chẳng liên quan gì, nhưng rồi cuối cùng ông Trọng cũng có cách nắm đầu cao nhất, không ai giỏi chiêu này bằng ông Nguyễn Phú Trọng. Trong một diễn biến liên quan, Lào Cai phát hiện thu giữ 1,2 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chiều ngày 24 tháng 3, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp cùng công an tỉnh Lào Cai phát hiện thu giữ 1.200 kg dược liệu bổ máu không có nguồn gốc xuất xứ. Theo thông tin Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai, thời gian gần đây, đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã tăng cường phối hợp công tác quản lý, nắm thông tin diễn biến thị trường, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kịp các hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý. Vào hồi 14 giờ ngày 24 tháng 3, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng đã phát hiện kiểm tra lô hàng đang tập kết tại km số 6, quốc lộ 70 thuộc địa bàn thôn Bản Quẩn, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có nhiều nghi vấn. Kết quả kiểm tra lô hàng, lực lượng chức năng phát hiện có 1.200 kg nguyên liệu làm thuốc thảo dược bổ máu được đóng trong 40 bao tải, tương đương 30 kg trên bao. Trên vỏ bao bì không thể hiện xuất xứ của hàng hóa. Chủ hàng là ông Trần Hoàng Tê, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú tại thôn Khúc Trì 1, xã Ngọc Sơn, thị xã Kiến An, thành phố Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra dược liệu, ông Trần Hoàng Tê không xuất trình được các hóa đơn chứng từ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã quyết định tạm giữ số dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và lập hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 21 tháng 3, đội quản lý thị trường số 1 Lào Cai phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Lào Cai kiểm tra đột xuất cửa hàng Hoa Mai Store đang bày bán hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện
và tạm giữ hàng hóa gồm 36 chiếc túi sách nữ, gồm 25 chiếc túi sách nữ nhãn hiệu Chanel, 5 chiếc túi sách nữ nhãn hiệu Louis Vuitton và 6 chiếc túi sách nữ nhãn hiệu Hermes. Tổng giá trị hàng hóa trên là 29 tỷ đồng, tính theo giá niêm yết tại cửa hàng. Tất cả các túi sách nữ trên đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đại diện hộ kinh doanh là bà Hoàng Thị Tê, sinh năm 1990, địa chỉ thường trú tại tổ 20, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp số hàng hóa nêu trên. Bộ Đội Quản lý Thị trường số 1 Lào Cai, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, ra quyết định tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong một diễn biến liên quan, tạm giữ khẩn cấp một phụ nữ trồng gần 2.000 cây thuốc phiện trong vườn rau. Ngày 25 tháng 3, Công an thị xã Sapa, Lào Cai đã tạm giữ khẩn cấp Má Thị Phính trồng trái phép gần 2.000 cây thuốc phiện trong vườn nhà. Theo Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thị xã Sapa, vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 3, tổ công tác của đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Sapa phối hợp với Công an xã Trung Chải và Công an phường Sa Tả phát hiện tại vườn của bà Má Thị Phính, dân tộc Mông, 50 tuổi, trú tại xã Trung Chải, thị xã Sapa, trồng nhiều cây thuốc phiện. Qua kiểm tra và khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sapa đã thu giữ gần 1.900 cây thuốc phiện được Má Thị Phính trồng tại vườn rau của gia đình. Trong đó, 187 cây đã có hoa và quả, số còn lại đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển. Mở rộng điều tra, Công an thị xã Sapa thu giữ thêm 3,87 gram nhựa thuốc phiện được Má Thị Phính cất giấu trong nhà. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sapa đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Má Thị Phính về hành vi trồng cây thuốc phiện và tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Má Thị Phính khai nhận toàn bộ số cây thuốc phiện trên được đối tượng trồng trong vườn rau của gia đình nhằm bán kiếm lời. Má Thị Phính đang bị tạm giữ hình sự tại nhà tạm giam Công an thị xã Sapa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 12 tháng 3, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Văn Bàn phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép gần 80 kg quả cành tươi cây thuốc phiện. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Vũ Ngọc Tuyến, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thành phố Lào Cai, và Đinh Hoàng Anh, sinh năm 1988, trú tại thành phố Lào Cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Honduras cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Honduras thông báo dừng quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan sau khi quốc gia Trung Mỹ trước đó thông báo thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc. Reuters đưa tin, Honduras ngày 25 tháng 3 thông báo dừng mối quan hệ kéo dài hàng thập niên với Đài Loan. Chính phủ Honduras công nhận sự tồn tại của một Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Honduras viết trong một thông báo. Bộ trên cho biết Honduras đã thông báo cho Đài Loan về quyết định cắt quan hệ và họ sẽ không nối lại bất kỳ liên hệ chính thức nào với Đài Loan trong tương lai. Ngoại trưởng Honduras Eduardo Aguirre Gana đã tới Trung Quốc trong tuần qua sau khi Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết chính phủ của bà sẽ bắt đầu thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử năm 2021, bà Castro từng nói rằng nếu bà trúng cử, Honduras sẽ dừng quan hệ ngoại giao với Đài Loan để chuyển sang Trung Quốc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Trong nhiều thập niên qua, Bắc Kinh đã thúc đẩy việc thuyết phục các đồng minh ngoại giao của Đài Loan chuyển hướng mối quan hệ chính thức sang Trung Quốc. Phần lớn đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan là các quốc gia nhỏ đang phát triển ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương. Honduras là một trong 14 quốc gia chính thức công nhận Đài Loan. Với động thái này, Đài Loan sẽ chỉ còn lại 13 đồng minh ngoại giao. Trong một diễn biến tiếp theo, Đài Loan đề nghị mọi tình huống trong thời gian lãnh đạo vắng mặt. Đài Loan cho biết hòn đảo này đã lên kế hoạch tùy cơ ứng biến trong thời gian nhà lãnh đạo Thái Anh Văn công du nước ngoài, trong đó có kế hoạch dừng chân tại Mỹ. Reuters đưa tin cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận việc hòn đảo này đã lên những kế hoạch
để đối phó với mọi tình huống trong thời gian nhà lãnh đạo Thái Anh Văn công du nước ngoài. Khi nhà lãnh đạo công tác nước ngoài, cơ quan phòng vệ đã chuẩn bị kế hoạch để tùy cơ ứng biến với mọi tình huống, phó lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Tô Hồng Hô Ơ tuyên bố. Bà Thái Anh Văn dự kiến sẽ có chuyến đi tới Trung Mỹ để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của hai nước đồng minh Guatemala và Belize. Sau đó trên đường trở về Đài Loan, bà sẽ quá cảnh ở thành phố New York và Los Angeles của Mỹ. Tại đây, bà sẽ có các cuộc gặp gỡ quan trọng với một số quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Nancy McCarthy. Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh tại nước này. Một số nguồn tin nhận định Bắc Kinh có thể sẽ tiến hành tập trận tại vùng biển xung quanh đảo Đài Loan trong thời gian bà Thái Anh Văn đi công tác. Phản ứng trước chỉ trích của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tuyến đường bay quá cảnh nối Trung Quốc, Trung Mỹ và Đài Loan đã được hình thành từ trước. Vì vậy, Washington DC cho rằng Bắc Kinh không cần phải nổi giận trước chuyến đi này của bà Thái Anh Văn. Trước đó, trong phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ đến thăm hôm ngày 21 tháng 2, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn xác nhận chính quyền hòn đảo này sẽ thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng nỗ lực tăng cường hợp tác với các quốc gia thân thiện nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực cùng một số vấn đề quốc tế khác.